Thông tin thêm về cơn bão số 9 thì sáng sớm nay thì cơn bão này vẫn giữ cường độ rất mạnh, đó là cấp 14, giật cấp 17. Tâm bão cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa khoảng 250 km về phía đông đông nam. Và dự báo trong 24 giờ tới thì bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 4 giờ ngày mai thì tâm bão cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông. Cường độ vẫn mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Sau đó thì bão đổi sang hướng Bắc, Tây Bắc. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 12 thì tâm bão cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông, cường độ bão cấp 11, 12, giật cấp 14. Và vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới đó là từ vĩ tuyến 9 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Và từ mai ở ngoài biển, ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn thì có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay đến hết ngày mai thì khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông. Và để chủ động ứng phó với bão số 9 thì từ hôm qua, nhiều địa phương đã cấm biển, thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Bình Thuận thì cấm biển từ 6 giờ sáng nay. Tỉnh đã chuẩn bị phương án di rời, sơ tán gần 47.000 người dân ở vùng xung yếu, ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó huyện đảo Phú Quý thì cần di rời sơ tán gần 1.000 người. Còn tỉnh Phú Yên từ 0 giờ sáng nay nghiêm cấm các tàu cá ra khơi. Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 3 kịch bản ứng phó với bão. Nếu như bão đổ bộ vào đất liền, cường độ bão cấp 12, 13 thì sẽ di rời hàng chục nghìn người đến nơi an toàn. Trong khi đó thì Đà Nẵng đã cấm biển từ hôm qua. Bộ đội biên phòng thành phố đảm bảo quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Hiện thì Đà Nẵng còn 26 phương tiện trên biển, thế nhưng không nằm trong vùng nguy hiểm. Tất cả đều đã được biết hướng di chuyển của bão để có thể tìm nơi trú tránh. Còn Thừa Thiên Huế thì sẽ cấm biển từ 9 giờ sáng nay. Các địa phương ven biển hướng dẫn cho người dân gia cố, đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Những công trình đang thi công ven biển thì cũng phải tạm dừng thi công từ ngày mai, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại công trình. Tại Philippines, số người thiệt mạng do cơn bão số 9 hay tên quốc tế còn gọi là bão Rai đã lên đến 12 người. Với sức gió giật lên tới 215 km/h, bão Rai đã làm tốc mái nhà, bật gốc cây cối và làm đổ cột điện trên đường quét qua ở các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines. Cơn bão cũng làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều nơi và làm hư hỏng nhiều ngôi nhà. Ít nhất 62 thành phố và thị trấn mất điện. Chính bởi vậy mà các nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão vẫn đang bị cản trở. Cho đến nay, khoảng 18.000 người đi sơ tán do bão vẫn chưa thể quay về nhà.